Đến với kênh Mai Vàng Hữu Nghị của mình thì hôm nay mình sẽ tiến hành là giao lưu với anh em một cây mai đế nơm và điều kích luôn anh em. Thì cây này năm rồi mình có thấy là hoa của nó là hoa hoa mai giảo anh em. Cho anh em xem cây mai tàn thì nói chung là tàn của cây này cũng không được đều cho lắm đó. Nếu mà cây này để nuôi về sau thì cây này sẽ ngon, cây này cao tầm khoảng hơn 2 mét á, về bộ đế nè anh em. Thì đế này là đế nơm, chỉnh nơm luôn đó, đế điều và kích nhiều rễ nha anh em. Thì dàn rễ của nó nè rất là nhiều luôn nè, nó đều nhau hết luôn, vòng 24 là nó đều 24 hết luôn đó, không có thiếu còn rễ chỗ nào hết, tại rễ nhỏ bự chưa đều thôi. Dàn rễ bên đây thì rất là lực, bên đây cũng lực nhưng bên đây thì nó hơi yếu nè. Nhưng cây này thì mình nuôi năm rồi thì qua nó thì mình thấy là giảo lúc mà nó tốt á. Năm nay do năm trước mình bỏ đại á mà nó còn ra giảo á, thì năm nay chắc chắn là mình sẽ chăm kỹ nó lại cho nó ra giảo cho dữ hơn xíu nữa, mình sẽ giao lưu hoặc là có thể giao lưu với anh em đến tại vườn mình nha anh em. Tại hiện tại do dịch á, ship này nọ thì nói chung là khó khăn này, còn đi đường á thì nói chung là có 2 mũi đi cũng thấy cũng dễ á, tùy theo tỉnh anh em. Tỉnh mình thì nói chung là có 2 mũi vô cũng dễ á. Thì cái này là mình đang tiến hành là xới sắt này lên cho nó tốt tốt, nó xốp xốp này nè, với mình coi rễ nó lại rồi mình tiến hành là xử lý luôn hoặc là giao lưu với anh em luôn. Tại cái dòng ở đây là mình bơi cái dòng ở đây nó tốt nè, rồi mình rễ đập cái diện vô. Dàn rễ này nói chung là nó nhìn là nó cũng đẹp mắt rồi nè. Những dàn này để nuôi đây, nói chung là nuôi tầm khoảng vài tháng đến năm là cái này đấy nó đã đẹp rồi. Nãy gửi màn dữ lắm, gửi màn anh em do anh ăn làm cái gì nè. Thôi hồi xíu nữa mình cho anh em xem về cái màn sau, bư ra thì chắc là nó mất sức rồi, nhưng mà thôi mình cũng đưa cái này vô lô 10 cây nè. Thì chắc vườn mình lựa lô này xong là mình sẽ tiến hành là giao lưu từ cây lại với anh em. Mình thấy giao lưu từ cây thì nói chung là anh em nào hợp nhãn thì anh em cũng hợp với mắt mình á, anh em cũng thích. Còn anh em thích theo cặp thì theo cặp, thì mình có một cặp kế bên để hồng quay lại cho anh em xem. Con cặp đó thì mình thấy là đã quýp luôn á, rất là quýp luôn, đế bàn đế nơm chứ. Mình đã sửa lớp tiếp trước có 2 cây mai đế quýp nhất á của vườn mình á, đế nơm xuống bự rất là bự đó, rồi sửa rất là đẹp. Thì nói chung thì cái đó hồi nữa mình cho anh em xem lại, bây giờ lá non nó ra tuyệt vời rồi. Nếu mà có bứng được thì chắc mình chưa bứng được đâu, tầm khoảng vài tháng nữa, tầm 2 tháng nữa là mình có thể giao lưu 2 cây mai đó. Hiện tại lá non đang bắn rồi, đọt thì lá thì dắt đó, mình không có lặt lá tại mình còn chưa cục đất ở lại nên lá nuôi đây là dàn lá nên ra lá non hay lâu, mà bây giờ nó đã ra lại lá non mấy đợt rồi, có tầm 2 cây lá non này. Sụ đang nói chung là sụ nó ra cũng rất là ok đó. Anh em thấy nè, mưa gì mà nó không thấm, nhưng dàn trong đây nó thấm, nó ra cái màn kinh điển này. Xới lại coi cái dàn cái con nó ra sao, thăm lại cái mai anh em. Thì lâu lâu mình thăm kiểu này á, nói chung là thăm lại kiểu này thì nó không có bị mất sức cây mai anh em. Mình sẽ khi mình làm cho đất tươi xốp như thế này nè, cây năng dễ hơn nữa. Ở trên mình đưa một lớp cắm dừa, đất này thì cái nguyên nhân là nguyên nhân là đất này nó cứng nè, không phải nó cứng nha anh em, nó xốp cực kỳ xốp. Nhưng á do đất này là đất mình vác ở dưới hào lên á, là đất dưới hào mà lâu năm đất sình á, sình non á, đắp lên thì nó nói chung là nắng lên thì nó cứng, nó cứng rễ thì nó ăn ra, nói chung là nó ăn ra cũng ok lắm đó. Nhưng mà đất nó cứng quá năng cũng hơi hơi không mạnh. Khi mà mình làm như thế này nè, nó xốp một cái nha, năng cho anh em thấy kinh điển luôn á, là tốt cực kỳ luôn, rễ phân nó hấp thụ nhanh nữa. Thì cái dàn rễ là nó nôm ra ngoài đây nè, nó đang bắn xuống nè đó. Thì nói chung là nếu mà giao lưu với này thì quấn cái bầu luôn đó, thì chỉ cần dỡ gạch rồi quấn bầu thôi. Còn khi mà
nếu mình để nuôi á thì để gì là cái hòm lắp giá thể lên tới đây chừa luôn, dần thì gãy này cũng vẫn ok, tại dưới đây gãy mang ra nè, rất là tuyệt. Rồi cây này nói chung có đem về sửa là có dư gãy chứ không thiếu gãy anh em, nhìn gãy nói chung là dư gãy mà nó chồng lên nhau luôn đó. Nếu mà anh em muốn bỏ thì nói chung á nó chồng lên nhau thường là mình cũng sửa ok rồi, nó chỉ chồng lên nhau cái mấy cái chỗ là như là cái gãy này nè, này cái hai gãy này nó kế bên nhau nè, mà gãy này nó mình cho cắm xuống luôn mình bỏ luôn nè, ví dụ như cái này với cái này nè, lấy cái này ra là gãy này mình bỏ luôn cũng được nữa, hoặc là anh em muốn kéo lên cho nó nằm vô đây cho nó xích luôn mà không cũng không cần thiết nữa, tại nó đang đều nhau nè, cách nhau tầm khoảng một cm hết nha anh em, 0,5 đến 1 cm hết, và gãy nó đều nè. Cái này cho anh em xem này nè. Nói chung là dàn này thì nó đã đều rồi, còn thiếu là cái những cái cọng trong đây thôi, cọng trong đây nó đã có gãy trong đây mà chỉ cần mình moi bự ra hoặc là chim những con đất lên đây, nói chung thì cây này từ từ nó cũng đều gãy đấy hả, hoặc là anh em đẩy cọng gãy này qua thì nói chung là anh em cứ đem về đồ chơi luôn cũng được, tại mình còn nuôi nuôi sau này hai cái này nó sẽ khích lại thôi, khi nó bự nó khích lại, còn những cái cọng bên đây thì khích đây, mình không nói nhưng trước mắt là mình phải xế đất lên cho cây nó tốt, khi anh em lại là giao lưu dễ nữa, bứng lên cũng gì nhẹ nữa, nhưng này cỏ lên quá lên rất tốt á, cái nấm này nói chung là mình cũng tính định bỏ rồi, nhưng mà thôi lỡ khi mà anh em đem về á thích chê thì để lại, những cây này tại lá dài nên mình có ý định là giao lưu nha anh em, khi cây lá non thì mình cũng hạn chế nhưng cây lá già là vô tư đó. Nghe đất này rất là xốp luôn á, nghe anh em nghe tiếng đất anh em biết rồi nè, thì gãy này là do nó là gãy nơm thôi nên nó cũng không bị bự, cái này nó không động gãy mấy, động mấy cọng gãy cám nó bò ra thôi, còn những cọng gãy cắm dưới thì nó không có sao hết, gãy nơm xuống thì không sao hết nè, chú ý là mình gãy màng, anh em thấy gãy màng ghê không, tại bên kia nó khô quá đất nó không thấm được nên gãy màng nó không có nhiều, còn những con gái này thì các bạn ra hơi nhiều thì có một số anh em cũng thích gãy nơm đến mai đến nơm á, thì nói chung á thì khi mà mình sửa cây hai cây bên đây nè, cho anh em xem hai cây bên đây đi, khi mình sửa mình thân thúc đầy đủ nè, anh em thấy không, nó muốn xù nó muốn chảy luôn rồi nè, anh em coi nè, những cái nắp nó muốn chảy luôn rồi nè. Cái cặp này thì mai đế của cặp này mai đế rất là quyết nha anh em, cô đế rất là to, nếu mà anh em muốn giao lưu cái này á, thì anh em nào mà biết bứng được á, thì bứng cho anh em, thì anh em tự bứng thì mình giao lưu luôn, giá thì anh em mình thỏa thuận, dưới cây bên kia mà cây bên kia với cây bên này hai cây của đế nó tương tự nhau anh em, cô đế rất là khủng, thì mấy cái clip trước thì anh em cũng có coi cũng có thấy rồi đó, thì mình cũng không có nói được nữa, thì có gì anh em quay lại clip trước đi, tại hai cái này thì lá là hiện tại nó đã ok nè, đặt ngon đang bắn rồi anh em, nó là bắn rất là nhiều luôn nè, thì thôi thì nếu mà anh em thích thì mình sẽ giao lưu với anh em này nếu mà đem về nuôi chậu hoặc là nuôi mô á thì hai cái này rất là tuyệt luôn á, tuyệt vời, không có đường nào mà chơi được hết, hoặc là anh em muốn chơi ba cây đó tam tài thì mình sẽ giao lưu luôn cây này, nó chẳng ba cây, thì ba cây này mình trồng liên tục nè, ba cây hai cây đế nơm bên kia thì nó quýt hơn cây này, nó hai cây bên kia thì quýt hơn cây này thì nên mình sẽ giao lưu với anh em ba cây luôn, nhưng mà cây hai cây bên kia thì chắc mình cho anh em cọc lại tầm khoảng 1 tháng đến 2 tháng nữa anh em mới bứng nè anh em, tại hai bên kia thì chưa bứng được đâu, tại mới vừa đắp đất lên đó, cái rễ nó chưa bắt đất, nó mới bắt đất là nó ra rễ màng nó mới bắn được cái đọt ngon đó, nhưng mà khi mà bứng á nó không có dính đất được, nên anh em cũng có gì cũng thông cảm cho, hoặc là nếu mà anh em mới gần nhà nếu muốn trồng liền á, nói chung là trồng liền thì anh em bứng sơ sơ cũng được, nhưng mà sơ sơ thì mình nghĩ cũng không ham gì mấy đâu.
Hai cái đó thì tầm 2 tháng nữa, tầm khoảng 1 tháng đến 2 tháng nữa mình sẽ vô luôn. 3 4 tháng thì xa quá. Để nôm hai cái đó để nôm cực quyết rồi. Giá đó thì nó sẽ cao hơn những cây mai này anh em, nên anh em có gì thì mình không có mấy cái đó thì mình không bán những mai lô được. Tại đó mình để một cặp đó, anh em nào mà thích thì thích chơi cặp đó thì mình sẽ giao lưu với anh em. Anh em quay lại hai cái mai để nôm quýt mình sửa tầm khoảng 1 tháng này, tháng tháng đến tháng ngoài á, hai cây á. Anh em sẽ thấy được hai cây đó. Mình có đưa chụp hình hai bộ đế lên đó, hai bộ đế nói chung là giống hệt nhau vậy đó. Hai cái clip clip nào cũng dài nhá. Thì mình sửa từ công rễ hướng dẫn anh em á. Thì nếu anh em quay lại xem, nếu anh em muốn giao lưu có nhắn giao lưu với cây đó. Hai cái đó, còn cái này thì mình sẽ kẹp vô với cái lô đằng kia. Nhắc nè, sâu sáng mới xịt sâu rồi nên sạch, nó sạch sâu rồi, nó còn bị bệnh. Nhưng mà mình cũng đang có ý định về ra ngoài ruộng nên mình cũng chưa muốn xịt nữa. Tại khi mà mình về ra ngoài ruộng á thì chắc chắn với anh em một điều là mình sẽ sửa rễ lại cái nữa và tiến hành trồng xuống đất. Khi mà mình sửa rễ á, khi mình sửa rễ mình trồng xuống đất thì nói chung là chắc chắn phải đặt lá sửa rễ, mà cây nào thì sửa rễ đặt lá, có trừ hai cây bên đây mình chưa đắp đây thôi, còn cây này chắc mình sẽ rủ tầm khoảng 90 đến 95%, lá thì chắc chắn mình sẽ bỏ, mình sẽ bỏ. Còn nếu mà mình tại á mình còn về hết cái vườn này ra ruộng hết nha anh em, nên nói chung là sẽ bỏ, có thể là trồng một số cây, có thể sửa một số cây, cái cây nào chưa đủ đế thì mình sẽ bỏ đại luôn, đem xuống trồng lại. Tại tới đó là mình sửa mình đem về hết vào đây chắc cũng tầm khoảng 200 cây á, nên thời gian cũng mấy, còn mình rút vàng mai nhỏ qua nữa tầm khoảng chắc 700 800 cây rồi, không ít đâu. Về vàng đế thì anh em cũng coi rồi à, rất là đều và lực nha anh em, củ trên đây thì nó gà củ luôn nè, rất là đẹp, trực một gốc luôn anh em. Tàn thì nó đang ra tàn thông thôi, và tàn thông thì nó cao tầm khoảng nửa mét. Nó ra tầm khoảng nửa mét mới có tàn thông nha anh em. Thì nói chung là anh em thích thì mình sẽ giao lưu cả một cặp hoặc ba cây này. Bứng thì bứng mình sẽ cho bứng trước cây này, hoặc là sẽ bán cho anh em một cặp kia, cặp mai kia thì nó quýp hơn cây này. Cây này thì được chàng trên, cây kia thì từ trên lắng dưới luôn. Nhưng cây kia thì ở dưới thì mới vừa sửa, nói chung là đem về nuôi thì được rồi đó. Thì thôi, nói chung là mấy cây này thì quyết định giao lưu với anh em, tại nãy mình bư, nãy giờ bư cũng nhiều rồi. Thì mình sẽ tập trung mình moi nữa, đang mình chuẩn bị giao lưu cho anh em số lượng luôn. Giao lưu cho anh em số lượng xong thì mình sẽ tiến hành là về ra ngoài kia anh em. Về ngoài kia mình sẽ bứng hết. Cây nào nếu mà cây nào mà ok nữa thì mình sẽ giao lưu từ cây cho anh em. Còn cây nào mà đế nó chưa được đẹp hết thì mình sẽ tiến hành để lại để nuôi. Nói chung là mình sẽ nuôi lai gai đó. Còn cây nào đủ sức rồi thì mình giao lưu với anh em thôi. Nói chung thì mình cũng còn nhiều lắm, còn hợp mắt hợp nhãn anh em không thì hợp mắt anh em không thì cái đó mình nói chung là mình cũng không biết, tại nhiều anh em mỗi người mỗi sở thích á, anh em mỗi người mới. Cái này thì nói chung là đế nó cứng nè, nhiều gai gãy á, thì nói chung là mình sẽ ưu tiên những anh em mà lại vườn mình nha anh em. Tại hiện tại á giao xa thì anh em mua chừng nhiều nhiều cây á thì giao xa chở xe thì nó ngại ra, còn nếu mà mua một hai cây á giao xe nó sẽ mắc lắm, tại thuê xe tại đâu có xe nhà đâu, như thuê xe đi xa nó cũng nguy hiểm nữa, nên thuê cho nó an toàn, tự mình đi thì không an tâm cho mấy đâu. Nó anh em thấy không, khi mà mình đã làm đất này nè, giờ nó tơi xốp nè, thì nói chung là đất của anh em khi mà nó bị chai đó, lâu lâu thì anh em cũng lấy cái này ra lấy xế lên xíu đi. Khi mà anh em đã có đất sình á, sình thì lâu lâu anh em ra khử khuẩn lên cho nó xốp xốp lên á. Này nãy mình bư ra nè, đợt này anh em thấy không, cái bệnh nhiều nhất trên lá là bị bệnh tháng thư với khỉ sắt. Thì cách đặc trị của nó thì anh em cứ xịt Vidomin hoặc là Matasi, hai thằng đó thằng nào cũng trị bệnh đó, thì anh em cứ cộng với thuốc sâu
quơ nó hoài thì liên tục thì mai này mình sẽ đẹp thôi. Nhưng mà do đây tới Tết nè, anh em mà chưa qua nên em cũng không cần thiết đâu, chứ tập trung là xịt kích nụ cho nó thôi, lăn thôi, chứ mấy cái bệnh này mình cũng không cần thiết nó nữa. Những cây như thế này hoặc là những cây, trừ khi là những cây nhỏ như mình là nếu anh em muốn nuôi. Còn mình thì mình đang, anh em có để ý là mình đang ngưng lại là cái thằng kích rễ chưa, làm cái hồi mình cũng ngưng rễ luôn đó, với ngưng kích rễ đó, tại mình đang chuẩn bị là về di về nó nên không cho nó ra đó non nữa nha anh em. Khi mà anh em ra chuẩn bị mà trồng xuống đất thì sửa rễ đó thì anh em hạn chế là tưới kích rễ và rải kích rễ này nha. Nói chung là rải vẫn ok đó, nhưng khi nó ra đó non á cây mình mất sức hay lâu thôi, còn khi ra lá già thì nó mất sức ít hơn. Thì nói chung là chết thì nó không chết, nó mất sức lâu hay chậm thôi, mình sợ cây mất sức thôi chứ không có sợ chết này. Thì về cây này thì nói chung là đẹp ở đó anh em. Khi mà anh em nếu anh em có nhu cầu giao lưu ba, có nhu cầu giao lưu ba cây này á thì mình sẽ tiến hành là giao lưu với anh em. Thôi thì clip mình cũng làm tới đây thôi, tại mình còn nhiều cây kia mình đang môi nữa, mình biết cái rễ nó ra làm sao lần nữa, mình còn quấn bầu lại rằng mà thứ nhất là giao lưu, thứ hai là đang về ra ngoài ra ngoài ruộng để trồng, tại chuẩn bị lên vườn hết miếng đất luôn rồi. Thôi thì clip mình cũng làm tới đây, tạm biệt anh em, thì chúc anh em sức khỏe, hẹn anh em ở clip sau và mình sẽ tiến hành làm ở những cây khác anh em. Thôi tạm biệt anh em.